Thưa quý vị và các bạn, do chịu ảnh hưởng văn hóa phương Tây nên khác với các nước trong khu vực, Nhật Bản đón năm mới theo âm lịch như Việt Nam, Trung Quốc mà đón Tết dương lịch. Và trong ngày cuối cùng của năm 2014 vào chào đón năm mới, người dân xứ sở hoa anh đào hôm qua đã gửi gắm những mong ước cuối cùng của họ tại một trong những ngôi đền lớn nhất của thủ đô Tokyo. Xuất hành đầu năm, đi lễ chùa, cầu may cho cả năm là một công việc trọng đại của người Nhật Bản. Đến thăm đền Yoyoji cùng hai đứa con của mình, anh Kenichi Murayama cho biết, ước nguyện duy nhất của anh cho năm mới sắp đến là một năm sức khỏe tốt cho tất cả các thành viên trong gia đình của mình. Năm vừa qua, sức khỏe của gia đình tôi rất tốt, vậy nên trong năm mới, tôi chỉ mong mọi thứ sẽ tiếp tục tốt đẹp như vậy. Sau khi mua 200 yên tiền vàng để đốt, nhiều người lại chia sẻ họ hy vọng trong năm mới 2015, cuộc sống của họ sẽ được cải thiện như cô gái trẻ 24 tuổi này. Năm 2014, công việc của tôi rất bận rộn. Tôi hy vọng rằng năm tới tôi có thể thư giãn một chút, thậm chí là đi nghỉ mát chẳng hạn. Khác với Việt Nam và Trung Quốc, năm 2015, người Nhật Bản chọn con cừu thay vì con dê, vì họ quan niệm chú cừu là biểu tượng của hòa bình và sự thịnh vượng. Họ cũng quan niệm những người sinh năm cừu là hào phóng, tốt bụng và dễ xúc động, có khi còn là những người nhu mì và hơi nhút nhát.